các bạn, mày mình sẽ unbox set Hero Nation ha. Đây là set rất đặc biệt, nó chỉ có một màu trắng với màu đen thôi, đây gọi là đen ha. Thì set này là limited ha, đó các bạn sẽ sau thiết kế rất đẹp, máy bay rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đây là cạnh bên, à, đây là mặt dưới nè. Cái set này được in bởi USBC ha, đó rất là đẹp. Cái trên nè, set này theo mình biết thì cũng chỉ khoảng mấy trăm set thôi, không có nhiều. Đây là cái set hoàn toàn được custom ha, họ sẽ vẽ hoàn toàn đặc biệt. Họa sĩ tên là Timothy ha, người Mỹ. Đẹp. Chủ đề của cái set này là bốn cái chủng tộc ha, bốn nền văn hóa khác nhau. Đây. Cái bách rất là đẹp, bách rất là chi tiết ha. Cái giấy này cũng không quá dày ha, bình thường, cắt rất là đẹp, bài không chơi lắm, dòng khui lâu rồi. Ở đây là bộ trắng ha, mình sẽ so sánh hai bộ khác nhau cái gì. Hai Joker rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Áp áp trắng với đen. Cực kỳ đẹp và cực kỳ hiếm ha. Double Back có thể giúp bạn nhìn chỉ nào thôi, nó còn cao. Chúng ta xem bố nắp ha, xem hai bộ khác nhau gì ha. Thấy nhầm ha, các bạn thấy nhầm. Nhầm một xíu này. Đây hình ảnh khác nhau ha. Đây, dạ. Dạ giống nhau nè. Này giống nhau nè. Nhưng mà con già
bit thì nó sẽ khác nhau ha. Một số con khác nhau ha, một số thì lại giống nhau. Đó, hai con này khác nhau hoàn toàn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.